Là bên bển là từ 7 giờ tối là em thức tới 10 giờ là nhỏ coi má anh ngủ trong võng em ngủ với em đưa em đưa xong không là khoảng 11 giờ nước giật em bên đó em chạy được cái điểm ngủ sáng sáng 7 giờ đi học Đó. Là có nghĩa là hai cho con hai cái võng đúng 11 12 giờ không nước giật xuống mà hai con mà chạy điểm ra mới ngủ được. Chào cả nhà mình nha. Thì theo cái hành trình con mũi của mình, hôm nay mình tìm đến có mặt ở thị trấn Mỹ An, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Và đây là cây cầu qua khu dân cư là nói với khu vực thủ đô, nói với cái khu vực nội ô của thị trấn. Hôm nay thì tình cờ mình gông gũi và mình có gặp được biết cái hoàn cảnh của ở dưới cái dạ cầu như thế này, là có hoàn cảnh của rất là nhiều hộ dân đang sống ở dưới dạ cầu và che tạm bợ như thế. Và mình sẽ tìm hiểu hoàn cảnh của anh với chị sống ở đây như thế nào. Các bạn cùng theo cái hành cô chú anh chị cùng theo một cái hành trình của mình. Anh sống ở dưới đó lâu chưa chị? Lâu rồi. Không, anh khổ. Mấy năm á. Vậy hả? Anh khổ không? Khổ. Vậy hả? Hai vợ chồng, hai đứa con. Khổ. Anh làm cái gì hàng ngày, ổn là công việc gì hả chị? Đi mua phế liệu. Đi mua phế liệu hả? Dạ. Dạ. Sống mười mấy năm ở đây rồi. Đúng rồi. Dạ. Quê ảnh ở đây hay ở đâu hả chị? Quê ở đâu lại á, không gành. Dạ. Là chị biết ở dưới này gành hả? Đúng. Vậy tại vì đó giờ chỉ đây mà. Rồi, cảm ơn. Là trên cái cây cầu này thì cái mọi người xe cầu đang chạy qua rất là nhiều. Sống ở dưới gầm cầu thì chắc có rất là khó khăn. Và mình sẽ tìm đến đây đến cái hoàn cảnh của anh Cường để chia sẻ của chị bán mía. Hôm nay thì tình cờ nghe nói là anh mới đi lấy phế liệu về. Dạ em chào anh. Anh là anh Cường hả? Anh Cường. Anh sống ở ai da có nó. Anh sống ở đây lâu chưa anh Cường? Em lên 2006 nhưng mà em ở cây cầu này gần 10 năm rồi. Ở gần 10 năm. Dạ. Ồ anh ở đâu? Em quê Sóc Trăng ạ. Anh quê Sóc Trăng hả? Hàng ngày cái công việc hàng ngày của anh là anh làm gì anh Cường? Xưa là hồi lúc trước mới xuống đây là bán số. Bán vé số. Rồi nghỉ rồi xong bây giờ đi kéo ve chai nè. Chiếc xe này là xe phế liệu anh kéo hàng ngày đó hả? Dạ. Còn chị? Chị xe đó. Hai vợ chồng thì chị một xe như thế này, anh một xe. Hàng ngày thì anh kéo từ mấy giờ đến mấy giờ anh Cường? Như hồi lúc trước mà đồ có giá thì khi đi có về sớm tại vì mấy đứa con ở đây học ở trên chợ á. Dạ. Rồi nước lên ngập tới đây nè, đâu dám bỏ được. Nước ở dưới này đôi khi nó lên đó hả? Để chiều nó lên. Bây giờ là hiện giờ nó xuống đây ha. Dạ. Rồi sáng có khoảng sau khoảng năm mấy là nó lên là giá cái này. Nó lên gần đến cái chỗ ngủ của mình luôn. Chỗ này. Hồi tháng rồi là nó lên tới chỗ này. Tới chỗ đó luôn hả? Chỗ này. Rồi xong rồi đó. Cái chỗ này là chỗ em ngủ nè. Ngủ dáng ngủ nè. Rồi xong rồi nước lên nó bài dạo mà cho được mượn ngủ dạng. Ngủ. Anh ngủ ở dưới cái bộ dáng này. Bộ dáng dưới này. Cỡ lên ngập quá bài dạo mà cho mượn ngủ dạng này lót ngủ. Anh lên cái bộ dạng này. Dạ. Anh ngủ ở dưới này. Trời ơi. Cho em có thể dắt vô cái chỗ này. Được. Đây là cái hoàng toàn bộ cái khu vực của anh Cường đang sinh hoạt. Điện này anh câu từ đâu? Câu ở trên nhà trên đây. Dạ. Câu xuống. Câu trên nhà câu xuống. Dạ. Còn nước là mình xách thùng ngàn. Mình mua thùng ngàn. Dạ. Rồi rửa mặt, giặt đồ, nọ rửa chén là nước xong xách lên mình đóng phèn. Đây nè. Là tất cả đều nước ở dưới sông hết. Chỉ còn sông chỉ có chị uống là nước mua một thùng ngàn. Chỉ là có nước nấu cơm đồ ăn uống là thùng một thùng ngàn. Dạ. Ở đây. Ở dưới này tổng cộng là bao nhiêu người anh? Dạ ở đây cũng 5 người anh. Ở chỗ của anh Cường là chỉ có được cái giường này thôi. Anh Cường. Anh Cường ơi, cho em hỏi ở chỗ anh là chỉ có được cái giường này thôi hả anh Cường? Dạ không, cái giường này là cái giường của em với vợ với đứa con. Ba người ở. Ở giường bên đây là em vợ với đứa em. Dạ. Cái đồ ghê. Ôi ơi, mùng mền để trên đó hả? Là mình gác đó rồi xong tối kéo mình ra mình để xuống mình cho mùng mình ngủ. Ôi quá khổ. Đây là cái mùng anh ngủ hàng ngày. Còn mền thì anh sau khi ngủ xong mình để lên đó. Dạ. Đâu có chỗ học cho mấy đứa em, mấy đứa cháu đồ. Học là như bây giờ về nếu mà bữa nào học về mà hô viết bài không gì cho ngồi này. Dạ. Hoặc là mới xin được dán đóng được miếng nói đó. Dạ. Về góc học tập cho nó học. Dạ. Thường ngày lấy phế liệu ở đâu? Giữa chỗ Bà Phước nè. Dạ. Chỗ cậu nhỏ nè. Dạ.
Rồi cho em đi qua bên kia ha. Ở đây là gồm có bao nhiêu người anh Cường? Hiện giờ ở đây hiện giờ là ở hiện giờ còn 5 người à. 5 người. Dạ. Là anh là hết 3 người rồi. Em ở đây 3 người, bên đây 2 người. Dạ. Nhân nhau một cái miếng bạc chia ra làm hai hộ gia đình ha. Dạ. Ồ. Bên này em, này bên vợ em vợ. Các cô chú anh chị thấy đây. Ồ, sống chỗ nấu nướng anh để dưới này. Dạ. Rồi mới dọn thôi, hồi tháng rồi á. Là nó ngập tới đây á, là kê nấu bên đây. Dạ. Là nước nó lên tới đây. Chiếc xuồng đó đó, rồi phải đem vô đây ngồi ăn cơm. Ăn cơm ở trên xuồng. Dạ, ăn cơm trên xuồng, cái xuồng này nè. Nó ngập vô tới đây là cái xuồng giờ cái chiếc xuồng này của mình luôn ha anh ha. Dạ, chiếc xuồng là mình ăn cơm ở trên xuồng. Dạ, dở để thẳng đây luôn nè, đại nước lên tới đây rồi đâu ngồi ăn cơm được, phải ngồi trên xuồng ăn. À, cái nơi này là anh kéo chiếc xuồng vô anh để dưới. Dạ, này dạ. Bây giờ là hiện giờ hiện giờ đứng vậy đó, đó là khoảng 5 giờ sáng phải không, là nước nãy phải không, là ngồi cái này phải không, nhặt cái chén này luôn, nó lên tới đây nè. Nước nó lên à, lên lên trên cái xe cái giường cái miếng giường nó lên tới đây nè, khoảng 5 giờ lên này thì anh dạ. Nước đang lên nữa nè, là 5 giờ 5 giờ sáng là lên tới mức mặt gạch này. Dạ, cô chú anh chị thấy là khi mà nước ở dưới này nó lên đó thì mọi sinh hoạt ở dưới bây giờ hiện bây giờ nước ở đây nó vẫn còn ngấm thấp ở dưới này. Nó rút rồi. Đó. Dạ, bây giờ nước nó đang rút xuống. Với cái nữa là nếu mà có bữa nào mà không có mưa á, gì đỡ có mưa không lão, cái cống đó. Ở trên khuôn cư chả nó ống nước ống cống á nó chạy xuống đây là ngồi ăn cơm không được. Qua qua coi. Dạ, nó hôi dữ không anh? Dữ dạ dữ. Cũng hôi thì dãnh qua. Ồ không ngờ là cái nơi này lại là cái nơi sinh hoạt của hai đến ba hộ gia đình ở đây. Đây cái cống giờ cái này nó che rồi. Dạ. Nó ngập là nước nó chạy xuống đây rồi ở trên ống cống mà đồ dơ nước dơ nó xả. Dạ. Hết. Là... mọi sinh hoạt vệ sinh đồ là ở dưới này hết ha anh. Dạ, hả? Vệ sinh không? Chỉ có nấu ăn là nước mình xách thùng ngang thôi. Dạ. Cô chú anh chị thấy đây là cái nền thì nó vẫn còn ngẩm thấp nè. Là lý do là ban ngày thì nước thì đều nó lên xuống, nó làm nước đang lên nữa đó. Cái khu vực ở dưới này. Và đây là cái nơi mà anh Cường hàng ngày khi mà nước lên nhiều thì anh sẽ để chiếc xuồng ở đây để mà ăn uống sinh hoạt đây ở đây. Là nước này nước sông là mình lóng phèn để dành súc miệng của mặt. Dạ. Dạ. Rồi đó, rồi nước nấu cơm là thùng này một thùng ngàn. Dạ. Rồi hai thùng 2 ngàn. Dạ. Anh năm nay bao nhiêu tuổi anh Cường? 36 tuổi rồi. 36 tuổi. Ồ còn cái chỗ này. Cái chỗ này là cái cầu thay đồ nhưng mà nó ngập lên mí tới mí này luôn nè. Rồi bây giờ là không có vô thay được. Dạ. Đó, giờ muốn thay đồ cái khăn đứng này qua bảo khăn lại thay. À nên cái nơi đây trước đây là cái nơi thay đồ cho mình. À. Bây giờ thì nó ngập không thay đồ rồi. Thì mình sẽ ở trên che lại trên này mình đứng đây thay luôn. Lấy khăn bao mình thay. Dạ. Đây là cái hoàn cảnh cuộc sống của anh Cường với lại vợ anh Cường là tên gì ha? À, vợ tên Loan. Tên Loan hả? Dạ. Và đây là nơi bề ngang thì khoảng 8 mét. 8 mét và diện tích thì khoảng 30 mét vuông. Đây là nơi cái sinh hoạt của anh Cường cùng các hộ dân. À, mình ở đây là ở Tiền Giang, ở Sóc Trăng lên hết hả anh hả? À, Sóc Trăng, em quê Sóc Trăng, bên vợ Tiền Giang. Em, dạ. Ngồi trong hổm nhậu. Sống ở đây thấy hôi dữ không anh Cường? Dạ có, nhiều khi ngồi ở đây mà cái lúc mà trời ngay trời mưa bão á, nó là ở trên nó xả xuống á, là nước xuống tới đây là ở trên nó hực lên ăn cơm ăn không được. Em đi qua đi lại rất là nhiều lần. Dạ. Nhưng mà em không biết là anh đang sống ở dưới này. Rồi khi xe chạy ở trên đó đó, rồi nó tối rồi xe tải nó chạy rồi nó rung động nhiều không? Nhiều khi mà đang nằm ngủ á là cái lúc mà cái xe mà lỗi gì bánh xích ta. Nói chung là nó chạy là rung cầu cứ vậy cũng luôn. Nói chung là xe bốn bánh á chạy ngang rung. Là cứ xe bốn bánh chạy ngang là cái cầu là nó rung đậm đó, nó chạy xuống rồi đậm đó là nhịp cầu nó rung á. Dạ. Cứ xe bốn bánh là chạy ngang là cái cầu nó rung thôi. Ở đây nè cô chú anh chị thấy dưới này nó luôn rất là ẩm thấp. À mình nấu bằng bếp ga ở đây các dụng cụ nấu ăn của anh Cường. Chỉ có cái một cái bếp một đó. Bây giờ nước lên là phải kê lên vậy đó chứ đâu có dám để ấy đâu. Dạ em chào chị. Ở đây là kê cái giường bên đây là ngủ của hộ còn lại không? Dạ. Này nữa là kê lên đó. Đó, nè okay. Nghe đi. Nè. Bữa nước ngập là kê lên tới cái này nè. Hai cục gạch này thôi. Mà nó ngập kiếm giờ phải kê lên đó nè. Dạ. Bữa ngủ. Đầu tiên là nước tới đây à. Nó đụng nước đụng đây nè. Nước tới đây thôi, nhưng bây giờ là em kê lên là gần 8 cục gạch. Là nước nó ngập lên là tới bù giặt rồi luôn rồi đó. Dạ. Nước nó ngập lên thì nó sẽ mang theo gác và nó sẽ rất là đó, anh nó gác vậy đó. Dạ. Nhìn cái sàn nó gác không. Dạ. Rồi chú chào con.
Con tên gì? Dạ, Bảo Ngọc. Con tên Ngọc hả? Con học lớp mấy rồi? Dạ, lớp 4. Ngồi đàng hoàng nói chuyện. Con học lớp 4 hả? Con là con của anh hả? Dạ. Con học lớp 4 ở đâu? Trường Mỹ An 1 chứ nè. Trường Mỹ An 1 hả anh hả? Ơi, con năm nay học lớp 4 rồi, vậy là con 10 tuổi. Yeah. Ở đây thì con chắc không có đủ ánh sáng để cho chắc bé đâu anh à. Dạ, dạ không. Có một bóng đèn thôi. Bên kia là một bóng đèn, bên đây kia một cái bóng, bên đây một cái bóng thôi. À, một cái bóng đèn này. Chỉ có một bóng đèn này thôi, bên kia một bóng thôi. Rồi nói chung bên này chỉ có khu vực này thôi. Dạ. Còn khu vực này á thì nó tối. Hai năm trước là bên bển là từ 7 giờ tối. Dạ. Là em thức tới 10 giờ. Là nhỏ con em nó ngủ trong giỏng. Dạ. Em ngủ với em đưa. Dạ. Em đưa xong phải không, là khoảng 11 giờ trước giật. Em mới nói em chảy được cái điểm ngủ sáng. Ê, ơi. Sáng 7 giờ đi học. Ai ơi. Đó. Là có nghĩa là hai con nằm hai giỏng đó. Hai cho con hai cái giỏng. À, đúng 11 12 giờ không, nước giật xuống mà hai con mà chảy điểm ra mới ngủ được. Ừ. Mỗi ngày bây giờ anh thu nhập được bao nhiêu tiền anh Cường? Đó bây giờ như hồi em đi từ sáng giờ làm về như tiền sang nọ còn được 8 mấy ngàn. Nên là đỡ không chịu đủ chi phí sinh hoạt để mình mướn nhà trọ đâu ha. Đấy, hai đứa con đó. Anh hai đứa con còn một bé nữa lớn. Đứa nữa là giờ học lớp 10. Lớp 10 hả? Dạ. Ôi vậy anh lo cho các bé, anh có sổ hộ nghèo gì không? Không có. Lý do là anh ở nơi khác lại đúng không? Ở lại. Mà dạ. Ở quê nhà cũng không có sổ nghèo luôn. Quê nhà cũng không có luôn. Không có. Dạ, rồi cho em qua bên nhà anh cắt. Đó là hoàn cảnh của anh Cường. Nơi đây là sinh hoạt của những người mà tha phương từ Sóc Trăng lên đây. Đây là hoàn cảnh của anh chị. Cô chú anh chị cả nhà mình thấy là lúc nãy chia sẻ của anh Cường thấy ở đây rất là khó khăn. Đây là cái nhà vệ sinh lúc trước đây. Còn không thì bây giờ sẽ thay tất cả sinh hoạt, thay đồ ở đây hết. Còn chiếc xuồng này là trước đây khi mà nước ngập thì dùng để dùng để ăn cơm đổ trên ngay chỗ cái khu vực này. Đây chỗ anh đứng này nè. Dạ. Mà đưa vô cho anh đứng. Dạ dạ, rồi em cảm ơn. Mình sẽ đi qua cái ngoài trước. À, ở dưới này bắt bằng những cái miếng dán bắp bên như thế này. Dạ. Không khéo thì sẽ đụng đầu. Ở cái clip trước thì mình quay cho các bạn cô chú anh chị thấy là một cái clip cũng ở dưới gầm cầu như thế này. Những cái cây này mà tối ngủ không khéo mà đứng lên thì nó sẽ bị đụng đầu. Đúng rồi, đụng như dạ. Này ngoài. Dạ. Rồi anh Cường ơi, em được biết tìm hiểu hoàn cảnh của anh như thế thì em chia sẻ cho mọi người biết. Thì họ có đến tìm hiểu của anh thì hoàn cảnh của anh thì liên hệ đến cái số điện thoại của anh là số mấy, có thể đọc cho mọi người biết không? Tôi em 039. Dạ. Rồi 2859. Dạ. 452. Số điện thoại của anh là 039 2859 452. Yeah. À, thì cô chú anh chị thấy cái hoàn cảnh của anh Cường thì đang sống ở dưới gầm cầu của đối diện bệnh viện Tháp 10 tỉnh Đồng Tháp. Yeah. Và hỏi anh Cường với lại chị Loan thì người ta sẽ biết. Yeah. Thu mua phế liệu. Hỏi vợ chồng Cường phế liệu dốc cầu người ta mới biết. Vợ chồng anh Cường phế liệu ở dốc cầu. Yeah. Rồi em cảm ơn anh ha, chúc anh luôn nhiều sức khỏe ha anh Cường. Yeah.